Tờ giấy cho con Shimano Blade 3000 anh em nhé. Đó. Dây điện thì anh em cắm vào bình trước, sau đó mới cắm vào máy câu. Khi rút dây thì anh em rút dây ở máy câu trước, sau đó mới rút dây ở bình. Dây thì dây nào cũng được, anh em có điều kiện thì dùng dây xịn, không thì cứ dùng dây bình thường thôi, hư thì lại thay. Nói chung dùng vệ sinh kỹ càng thì cũng được khá là lâu, khi dùng vài năm nó cũng chả hư. Quyền lấy kính đeo con Shimano thì cũng vào giống nhau thôi, không có gì khác. Có cái đồ đấy, vẫn là chặt lại một xíu, sau đó là xét về không không vào dây thì bấm giữ hai nút giữa và nút bên phải đó. Như này đó, là ok đó. Bấm phát nữa nút vàng nút giữa này là bắt đầu mình vào dây. Dây thì mình để cho dây nó căng thì để cho nó khỏi lỏng dây ở trong sạc bun, khi mình thả dây xuống nó mới á, dây xuống nó sẽ bị trầm trầm dây, xếp dòng lên dây gây hại cho dây. Cái vào dây này của mình nó không có cái nó không có cái gì, nó không có cái đồ gác của cái gác của cái nó không có cái đồ gác của cái máy, nên là mất công là cầm. Anh em này dùng dây này cũng được. Shimano anh em vờ bất cứ loại dây nào nhé, như máy này anh em là bất cứ loại dây nào cũng được hết, 3, 4, 6 hay gì đó là không cần biết sai luôn, vì tí nữa anh em sẽ set up được, anh em sẽ set up được cái sai của cái khoảng cách của cái máy này theo đúng như là cái thông số của nó, vì lúc cuối anh em sẽ set up cho nó ra 10 mét, sau đó thu vào là nó sẽ tự động hiểu đúng số mét của mình. Đó. Thì anh em lực căng nó phải đủ căng. Cái số ở trên đây không quan trọng, tí mình hãy xếp lại cho nó theo số mét. Thank you.
quận này. Mình dư lên 5 quận này cho nó dư rồi mình có 4 quận rồi. Cũng không cần vào đây quá, chắc là vào hết quận này là được không? Rồi. Sau khi mà xét xong nhé thì anh em sẽ bấm để mình cho ra 10 mét. Đấy. Ui, mấy cái tay này đã. Bấm giữ đây nhé. Bấm giữ cái nút này và bấm nữa thì nó sẽ lên 00 đây. 00 thì anh em sẽ kéo ra 10 mét. Kéo ra 10 mét thì để cho máy nó sẽ hiểu là 10 mét dây nó như thế nào. Đấy, anh em bấm ngay đây cũng được, nhưng bấm thừa đâu một xíu cũng không sao. Đấy, thì bây giờ bắt đầu anh em sẽ ra dây 10 mét nhé. Mình ra 10 mét đây có cái thước này dễ. Đấy, cũng không. Đây, bây giờ mình muốn ra 10 mét, một anh em mở cái khóa ở đây, một là mở khóa này xuống, hai là tháo được rắc ra thôi. Thôi tháo được rắc ra dễ. Đấy. Hai là anh em mở khóa rồi, cái nào cũng được. Đấy, ra 10 mét nhé. Thì anh em sẽ kéo nó ra. Thì nó sẽ ra được, nó sẽ đo cho anh em. Bây giờ mình sẽ kéo ra 10 mét nhé. Đấy. 10 mét thì bây giờ cái này phải là 10 lần cái này vì mình không có thước dài á. Mình kéo thêm 10 lần. Đây, bắt đầu nhé. 1 10. Đó. Sau khi ra được 10 mét thì ở trên đây, vì sao? Vì trong số dây lúc mình vào cái này 1694 này, nó chưa hiểu đúng rồi. Và 67 này, đó thấy không? Bây giờ mình xét lại 10 mét thì nó sẽ hiểu. Nó sẽ hiểu đúng là 10 mét. Đó. 10 mét dây và như thế là sau anh em thả cái dây xuống câu nó sẽ đo đúng. Đó, còn dây mình không biết, còn nếu mà mình sẽ biết cái loại dây là dây mới của mình á, ví dụ chúng ta thông số 6 300 mét là nó sẽ hiểu được, nhưng cái này là dây mình không biết là sữa bao nhiêu chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ ra 10 mét dây cho nó dễ, là bất cứ loại dây nào sai dây nào là nó sẽ hiểu hết. Đó, bây giờ anh em quay vào thôi. Vừa nãy mình mà thắng, bây giờ mình khóa thắng lại, mình quay vào 10 mét là nó hiểu. Quay cũng được, mở ga cũng được, nhưng mà sẽ quay tay đi vì sợ cái này nó không có cái đồ kia nó rối. Quay cái màn hình cho anh em xem. Ok, thế là xong. Dây mới vào thì nó sẽ bị nhầm. Quên mấy đồng cắt thừa ra một xíu.
Rồi xong rồi. Đấy, thế rồi. Cài đặt thì nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Có một vài chức năng ở trên này. Rồi, ok.